Trong tam giới trần gian là cõi tạm, tỉnh mộng thôi kia thuyền Pháp đang chờ. Chân thiện nhẫn trực chỉ hồi quê cũ, nặng tâm phàm thuyền chính Pháp chẳng đợi ta. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Lên Thuyền Chính Pháp với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Minh Thu, Xuân Trường cùng với tốp múa. Lên thuyền chính pháp đi, ai mà để vượt qua các thành sóng gió giang nan, thiên giới đang đi trời thanh tịnh tâm tính luyện thần tâm duyên được lên thuyền Pháp mi. Phật chủ giang phàm độ nhân, cứu thế gian tâm kính Phật thần vang cố cơ duyên. Nào ta hãy vững tâm lý trèo, biết đi gắng tu tâm cùng chờ sự chính pháp quay về.